Công thức làm nước uống hoa đậu biếc ngâm mật ong lên men thanh mát. Những công dụng của hoa đậu biếc và mật ong lên men. Mình xin chia sẻ công thức làm thức uống kết hợp bổ dưỡng này. Hoa đậu biếc và mật ong lên men có nhiều công dụng khác nhau, như hoa đậu biếc giúp giảm cân lành mạnh, giảm đau, hạ sốt, kiểm soát đường huyết, bảo vệ mắt. Đặc biệt, loại trà này được pha từ hoa đậu biếc còn giúp ngăn ngừa lão hóa, giúp cho chị em phụ nữ khỏe đẹp một cách tự nhiên. Hoa đậu biếc được sử dụng phổ biến nhất bởi chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe, trong đó hai hoạt chất nổi bật nhất là anthocyanin và flavonol. Hơn nữa, flavonol có trong nguồn gốc thực vật là hoạt chất được ứng dụng thành các chế phẩm trị bệnh. Các nhà khoa học trên thế giới cũng công nhận flavonol là một trong những hoạt chất thiên nhiên có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa và đột biến của các tế bào trong cơ thể, phòng chống ung thư. Mật ong lên men là sự kết hợp giữa mật ong nguyên chất và men vi sinh dưới những điều kiện riêng biệt về pH, nhiệt độ, độ ẩm, lượng oxy và thời gian, nhằm nuôi cấy vi khuẩn có lợi, đồng thời tiết ra các enzyme tốt cho tiêu hóa. Mật ong lên men cũng được biết đến là có các đặc tính y học có lợi cho sức khỏe, chống vi khuẩn, chống virus và tăng cường hệ thống miễn dịch. Đây cũng là công thức lên men dễ làm và có lịch sử lâu đời. Hiểu những công dụng của hoa đậu biếc và mật ong lên men, thì mình xin chia sẻ công thức làm hoa đậu biếc và mật ong lên men tới các chị em phụ nữ nha. Mình được người tặng hoa đậu biếc trồng trên trang trại và hướng dẫn ngâm mật ong lên men. Lúc đầu định phơi khô cất đi uống dần, nhưng mình bảo thấy ngâm mật ong là bảo quản được tốt nhất mà không bị giảm dược tính. Và men vi sinh vào mật ong dễ làm mật ong lên men luôn. Lên mạng tìm thấy hoa đậu biếc có công dụng tốt nên chia sẻ cho mọi người cách làm hướng dẫn như sau. Hoa đậu biếc đem rửa sạch và vẫy khô để thật ráo nước. Cho vào lọ thủy tinh, đổ ngập mật ong. Cho một gói men vi sinh vào, trộn đều. Mỗi ngày mở ra trộn đều một lần. Khi dùng, lấy 1 đến 2 bông cùng mật ong ra pha như trà bình thường. Rất tiện và ngon. Muốn trà có màu hồng thì thêm nước cốt chanh, vừa ngon vừa đẹp mắt. Ngoài ra thì các bạn còn dùng hoa này cho nhiều cái món khác, làm đá để làm soda chanh dây, hoặc hoa đậu biếc ăn kèm với chè cũng rất là ngon. Và mình xin bật mí cái cách mà sử dụng hoa đậu biếc đúng cách. Hoa đậu biếc là một loại hoa giàu chất chống oxy hóa nên rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, việc uống trà hoa đậu biếc sao cho đúng cách để không làm giảm tác dụng của trà và gây ảnh hưởng tới sức khỏe thì không phải ai cũng biết cách. Uống nhiều trong ngày được xem là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, trà hoa đậu biếc chỉ tốt nhất khi uống 1 đến 2 tách trà một ngày được pha vừa phải. Việc tiêu thụ quá nhiều hàm lượng caffeine trong trà hoa đậu biếc có thể dẫn đến bồn chồn, lo lắng, tăng nhịp tim, các triệu chứng khó tiêu, bất lợi cho tiêu hóa. Dù có tính lợi tiểu nhưng nếu bổ sung caffeine từ trà hoa đậu biếc quá mức với 6 cốc trà mỗi ngày tương đương khoảng 300 gram caffeine rất có thể sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ và cảm giác mệt mỏi hơn. Sử dụng trà đã hãm quá lâu. Những gói trà túi lọc nên được uống ngay sau khi pha để có thể cảm nhận được hương vị đậm đà nhất. Nếu hãm trà quá lâu, màu sắc trà sẽ sẫm lại, đậm hơn và mất đi vị ngon của trà. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do trà đã lâu sẽ bị oxy hóa. Quá trình này làm mất đi các hương vị thơm ngon vốn có mà trà mang lại. Khi đó, những chất chống oxy hóa trong trà cũng bị mất dần và vi khuẩn bắt đầu sinh sôi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người uống. Bên cạnh đó thì bạn cũng không nên uống trà hoa đậu biếc để qua đêm, bởi uống vào sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Pha trà với nước nguội hoặc nước quá nóng. Nhiệt độ lý tưởng để pha trà hoa đậu biếc là khoảng từ 75 đến 90 độ C.
Khi pha trà hoa đậu này, bạn nên chú ý đến nhiệt độ của pha trà, vì khi pha trà ở nhiệt độ quá cao sẽ ảnh hưởng đến hương vị của trà. Mặt khác, uống trà quá nóng có thể sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa và răng lợi của bạn. Ngược lại, nếu pha trà với nước quá nguội thì tinh chất trong trà sẽ không tiết ra được hết, làm mất đi hương vị hấp dẫn của cốc trà. Ngoài ra thì hoa đậu biếc còn có công dụng là làm đẹp da và mái tóc. Không chỉ thu hút bởi những cái màu sắc tuyệt đẹp, những cái món trà ngon, mà bên cạnh đó thì hoa đậu biếc còn có mang lại cái công dụng cho vẻ đẹp và làn da của bạn. Trong y học cổ truyền của Thái Lan, lá, hoa và hạt, rễ cây hoa đậu biếc đều được dùng để làm thuốc chữa bệnh. Các nhà khoa học còn tìm thấy trong hoa đậu biếc hợp chất anthocyanin cấp giúp cải thiện thị lực, điều trị viêm nhãn khoa và nhiễm trùng mắt, nuôi dưỡng tóc, cung cấp chất oxy và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Chứa chất chống oxy hóa. Trong hoa đậu biếc có chứa ba loại dưỡng giúp cho làn da trở nên láng mịn, căng đầy. Glycosid. Các nghiên cứu cho thấy rằng glycosid giúp làm tăng sản sinh collagen và elastin. Điều này sẽ đảm bảo bạn luôn có một làn da đàn hồi và tươi trẻ, giảm thiểu các tình trạng đứt gãy collagen dẫn đến da bị trùng não, chảy xệ. Tannin có tính kháng khuẩn vi khuẩn cao và có khả năng hạn chế tình trạng da tiết nhiều dầu. Tannin trong hoa đậu biếc sẽ giúp cho làn da của bạn ở trạng thái cân bằng và khỏe mạnh từ bên trong, giúp phục hồi tóc hư tổn. Với riêng mái tóc thì hoa đậu biếc còn có nhiều tác dụng thần kỳ mà không phải ai cũng biết. Trong đó dưỡng chất antioxidant giúp cho củng cố nang tóc, và đây được xem là nguyên liệu thiên nhiên tốt nhất để nuôi dưỡng và củng cố chân tóc, giúp mái tóc đen trở lại. Nếu không thích uống trà thì bạn có thể dùng bột của hoa đậu biếc để làm mặt nạ tóc cũng rất là tốt. Nói về hoa đậu biếc thì có rất là nhiều cái công dụng nữa. Về cái những người bị tiểu đường thì cũng rất là có ích cho những người mắc bệnh này. Hoa đậu biếc cũng có thể làm tăng tiết insulin, giúp giảm cái kiểm soát được cái lượng đường trong máu và giảm một phần nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Cải thiện thị lực. Việc tăng cường máu đến các cơ quan cũng giúp cho dòng chảy của máu qua các mao mạch của mắt được cải thiện và làm mắt được bảo vệ tốt, thị lực tăng lên. Mắt được bảo vệ tránh những tổn thương do các gốc tự do nên sẽ làm chậm sự tiến triển của đục thủy tinh thể, giúp điều trị những tổn thương của võng mạc. Tính kháng khuẩn. Các nghiên cứu y học đã cho thấy trong hoa đậu biếc có khả năng kháng khuẩn, chống lại E. coli và B. ruginosa, tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi, giảm căng thẳng. Trong các món ăn, thức uống làm từ hoa đậu biếc đã có những hoạt chất có ích nên sẽ giúp cho cơ thể tăng cường được sức khỏe và bớt mệt mỏi. Tốt cho tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy hoa cải thiện đáng kể nguy cơ tử vong do động mạch vành vì giúp bảo vệ thành mạch, ngừa xơ cứng mạch máu, giảm thuyên tắc máu, ngăn ngừa huyết khối não và giảm huyết áp. Ngoài ra thì hoạt chất trong hoa đậu biếc còn có khả năng ổn định di thể trong nhân tế bào, bảo vệ màng tế bào, tăng cường khả năng nhận diện ung thư của bạch cầu và thực bào, nên hạn chế được sự phát triển tế bào ung thư và bảo vệ bệnh nhân trong quá trình xạ trị. Mặt khác thì trong phòng thí nghiệm, chất pleiotide của hoa đậu biếc đã thể hiện khả năng ức chế tế bào ung thư một cách đầy ấn tượng. Đó là những cái công dụng của hoa đậu biếc và cái cách pha trà cũng như là kết hợp với mật ong lên men để có một cái ly trà đậu biếc ngon và bổ dưỡng.
Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và subscribe đăng ký kênh Thanh Đồng Vlog nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.